Ok, tao giặt thôi. Ăn đây được hả? Wow, đưa lý. Wow, ngon. Thử nha, cố gắng nha. Rồi, ăn chưa? Ok được chưa? Giờ chị 3 giọt thôi. 3 giọt, 1, 2, 3. Bên nhà sẽ có núi, chạy xong núi mới được cả nước. Núi chữa trang anh em. Đúng. Xin đại diện 10 đội chạy vào đây ạ. Đại diện mỗi đội 1 người ạ. Kính thưa tất cả các anh chị, sau 4 năm hoạt động thì thực sự là Siêu Runner không chỉ đơn giản là một cộng đồng chúng ta chạy cùng nhau, và thực sự đó là trở thành một cái thương hiệu mà tất cả chúng ta ở đây, những người có mặt ở đây, các anh em trong cộng đồng Siêu Runner đã rất là tự hào khi chúng ta thường xuyên tham gia, gặp gỡ nhau, kết nối với nhau thông qua các giải chạy và kết nối với tất cả cộng đồng khác, và tự hào mang thương hiệu Siêu Runner. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho sự nỗ lực của chúng ta trong suốt một năm vừa qua và trong 4 năm từ khi Siêu Runner chúng ta được thành lập. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì xin phép được mời lại những ban tổ chức, người sáng lập ra Siêu Runner và là cái người đã tạo ra Siêu Runner đầu tiên. Xin mời anh Phạm Ngọc Đức. Của Siêu Sài Gòn 5 là một trong những cái thành viên mà đã thành lập ra Siêu Runner ngày hôm nay, và sau 4 năm hoạt động thì xin phép anh Đức chia sẻ một chút xíu về cái sự ra đời của Siêu Runner, cái đơn và 4 năm hoạt động của chúng ta, thì đã có những cái nội dung như thế nào? Anh em đã có mặt trong ngày đầu tiên gặp nhau ở cái bông Sala, thì cái quyết tâm mà mọi người đề xuất thành lập Siêu Runner là mọi người thấy mình đi chạy, mọi người muốn tìm một cái nơi mà anh em vẫn muốn chạy bộ, nhưng mà vẫn muốn là anh em có thể là anh em kinh doanh, có thể là giao lưu hỏi với nhau. Thì lúc đó thì trước cái yêu cầu đó thì em chỉ cần lễ hội và add anh em vào, để anh em nào mà đồng ý vào thì vào, không vào thì mình có thể rời đi, cũng không có bắt buộc. Tại vì đây là vô đây thì trước mắt anh em phải chạy, vô đây mà không chạy thì thật ra là họ có thể nói chung, đúng không ạ? Đồng ý ạ, xin chào các bạn. Anh Hiếu là một trong những thành viên đời đầu. Anh Hiếu là một đấy, em nhớ là anh với anh Ninh hay anh cũng rất là quay đi với nhau đúng không? Sau 4 năm chạy đúng không? Thì hiện nay là anh thấy sao? Dạ, bây giờ đầu tiên là tôi cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức một cái chương trình mừng sinh nhật của Siêu Runner thứ tư quá hoành tráng, quá đặc biệt, mà không ngờ là hôm nay thì anh em rất là đông đủ. Thật ra rất là hiếm khi được gặp mặt tất cả các anh em của Siêu Runner như thế này. Hai bố lúc đầu năm thực sự khó khăn với tất cả các doanh nghiệp, mà em nghĩ rằng là cũng là khó khăn ở trong số các anh chị có mặt ở đây ngày hôm nay. Nhưng chúng ta đã cố gắng dành thời gian không chỉ là tham gia chạy để rèn sức khỏe cho bản thân mà còn đóng góp cho cộng đồng. Thì xin phép đại diện các anh có thể chia sẻ về một cái dự án cộng đồng mà có lẽ là năm nay cũng là tạo được cái tiếng cho Siêu Runner, là cái chuyện mà chúng ta góp sức xây cầu á. Chúng ta xin phép mời đại diện ban tổ chức chúng ta chia sẻ được ạ. Thật ra thì đây là do Đức đề xướng. Thì trong một cái chương trình, trong một cái fan group của chúng ta, thì anh Đức có nói là chúng ta ngoài cái việc chạy bộ cũng nên có những cái hoạt động để mà tạo cái sự cộng đồng gắn kết với tất cả các anh em, và làm những công tác tuyên truyền để giúp đỡ những đồng bào khó khăn ở vùng sâu vùng xa. Từ lúc mà thành lập Siêu Runner thì hầu như năm nào mình cũng có kêu gọi để ủng hộ các chương trình, như là đợt ủng hộ Covid thì rất nhiều anh em đã ủng hộ, rồi cái đợt mà lúc lụt miền Trung mình cũng có ủng hộ. Nên là hàng năm thì mình thứ nhất là mình sẽ ưu tiên những vấn đề cấp bách, thì mình sẽ lên kêu gọi, như có lúc lụt hay có một cái tình huống gì đó của đất nước thì mình cũng là hướng về cộng đồng để mình cùng nhau chung tay góp phần nhỏ của cái việc sự phát triển địa phương.
nên là sẽ ưu tiên những vấn đề cấp thiết, sau đó thì mình sẽ có thể sẽ chọn một công trình hoặc là một cái chương trình trong vòng ở những cái vùng sâu vùng xa biên giới Hải Đảo. Thì hy vọng là sắp tới thì nếu mà khi lên chương trình thì anh em sẽ hưởng ứng, và mỗi người chỉ cần 50.000, 100.000 cũng được, chứ không cần phải là đóng góp nhiều. Nhưng ta có chung lại thì nó sẽ thành một cái ý nghĩa rất là lớn. Và cái cầu đó thì xây dựng ở Đồng Tháp thì ra chúng ta có bỏ khoảng hơn 2 triệu, nhưng mà trị giá cái cầu đó khoảng hơn 600 triệu anh em, nhưng mà người ta vẫn nhận và người ta đặt tên cái cầu đó là Seoul, tại vì người ta muốn là hướng đến cái việc là cái sự kết nối giữa doanh nghiệp quỹ và người địa phương đóng góp đó. Khi mà chúng ta đã đóng góp thì địa phương gọi là địa phương đối ứng, phải có người ngoài vô đến, sau đó người ta mình góp, xong rồi người địa phương họ gửi góp rất là nhiều, nhưng mà phải có người ngoài vào thì họ thấy một cái sự kết nối, họ gặp gỡ kết nối 3-4 bên cùng kết hợp với nhau và mang lại niềm vui và cái sự kết nối cho địa phương. Thì cũng rất là mong muốn là mỗi năm mình xây một cái cầu hay là một cái công trình gì đó, trường học gì đó cho địa phương, thì nó sẽ mang ý nghĩa rất là tốt cho cái sự phát triển của Seoul cũng như là của cộng đồng. Xin cảm ơn mọi người đã Happy birthday to you.
một tuổi mới và đã kết thúc năm cũng là dịp Giáng sinh. Chúc tất cả các anh chị em có một Giáng sinh cùng gia đình an lành, ấm áp và thật hạnh phúc ạ. Cái chuyện chạy bộ nó đến với mình thật ra là rất tình cờ. Và gặp anh Đức là người mà làm ra cái Rocky Runner này cũng rất tình cờ. Thì mình có những cái biến cố trong cuộc sống và nó làm cho mình cảm thấy rất là mệt, stress kéo dài. Và trong một cái lúc mà mình cảm thấy bức bí quá thì mình đi bộ thôi, lúc đó mình chưa biết gì đâu, mình đi bộ. Và nó làm cho mình cảm thấy cái khỏa và cân bằng nên là thì mình lại chạy. Và suốt một năm giúp mình mở ra nhiều cái cơ hội khác, còn nó có cơ hội kinh doanh, cơ hội kiếm người yêu ở đây, xin hỏi có người ai kiếm người yêu à? Ai bây giờ đầu tiên nè, là chồng bỏ tay xuống để xin hỏi nè. Chị nữ nào chưa có người yêu ngồi đứng lên nè. Chị Mỹ Thanh. Hôm nay thì cũng xin phép được hỏi anh chị phía dưới kia, chúng ta có muốn đặt câu hỏi gì với một trong ba người ở đây, xin phép mời lên đây ạ. Chắc là xin phép mời anh lên trước ạ. Mình nói lớn lên đúng không ạ? Em hả? Dạ. Để em nói to được, em nói to được. Dạ vâng. Em này em rất là biết ơn anh Ninh đã đăng cái status đám cưới của chị hết để em cho anh comment. Em nói là ơ sao mà vui quá vậy. Cái xong rồi em tác nó tung vô cho chị vô đi vô rồi chị tấm fan của ủng hộ ngày hôm nay em ở đây. Câu hỏi của em, tại vì ba người kể ba câu chuyện về thân tâm trí và em kiểu như là xúc động kinh khủng luôn. Nó hay hơn bất kỳ cái hội thảo nào của mọi người. Thì câu hỏi của em là hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân. Nhưng mà thường em có nghiệp nữa mọi người, em bán giấc ngủ ngon cho mọi người á. Thế là sáng nay em cũng ngủ. Rồi cho chị đi ăn về là em lại ngủ. Cho em hỏi là cái hành trình vạn dặm đó thì làm sao để có những cái bước chân
lần đầu tiên, tại vì em bước được đâu đó 1 tuần 2 tuần, chắc là chưa tới 21 ngày đâu là em rụng nụ rồi. À, em rất là muốn mọi người hãy quay về quá khứ, về những cái ngày đâu mà Hàm mắc mé rụng nụ đó, làm gì để mình có thể bước tiếp. Và hẹn nhau ở bông hoa sala vào 5 giờ sáng. Nhưng mà cứ đi đến đó cũng chưa biết ai, thì gặp Đức và anh em. Trong đó có những người vào đây là cũng như Thái. Thì cái chuyện chạy bộ đến ngày hôm nay, nó việc đầu tiên mà mọi người thấy rõ nhất là bản thân mình vừa cân bằng mình về tinh thần và vừa giảm được béo phì. Không chỉ anh Hiếu lúc này nói là hai anh em gặp nhau một ngày xưa. Anh biết là em là kinh doanh về nền ra gối, thì là chuyện bán sản phẩm Dương chiếu. Anh biết nói tới Dương chiếu. Và anh luôn nhớ một câu của chủ tịch Đức luôn nói: việc đầu tiên phải thoát khỏi chiếc giường ma luôn. Và đối với người có vợ là phải chiến đấu với một người kia bên. Tiền phí nha, nó ăn chiếc bánh mà mình bị dày bò cả đêm. Gần như cả đêm không ngủ à. Thì sáng ngày hôm sau muốn chơi một là đi bộ. Tại sao? Có nhiều cái dạy đi chạy bị người nghèo qua đường thì sao? Mà tại sao tôi không biết? Câu chuyện này chăm chăm thật có gì vậy? Dạ chị ơi, bây giờ đang là đại hội dịch mặt đó chị. Đại hội dịch mặt đó. Chạy bộ để mà chiến thắng bản thân chạy mình thì không phải là lúc nào em đủ em chạy bộ không ai có thể giúp em nhiều ngoài bản thân mình. Và mình hãy bắt đầu từ những cái điều đơn giản. Em có thể đi bộ, anh đi bộ 6 tháng liên tục để bắt đầu có thể chạy 7, 10, 8, 9, 8, 8. Thì cái câu hỏi là rất là hay. Những cái người trả lời đó thì nó hơi chuyển môn cho những người mới bắt đầu. Nhiều khi đó, để rời khỏi cái trường ngay, mình đã có các thói quen và thậm chí mình ngủ hơn, gọi là ngủ ly bì, ngủ dài hơn và giấc ngủ của em không sâu. Nếu nói về khoa học xíu, mình chỉ cần ngủ sâu thôi, không cần ngủ 8 tiếng. Ngày xưa chị cứ tin là phải ngủ 8 tiếng mới trẻ mới đẹp. Nhưng thực chất bây giờ thì ngủ mà chị còn thể đẹp. Không, cái là nhờ tình yêu. Em chạy bộ, em chạy nhiều quá, cũng không tốt. Nhưng ok, quay lại cái câu hỏi từ cái lớp chính của em làm sao nó sẽ có những cái tip chị đã từng mà áp dụng cho mình. Tức là sổ số mình đến với siêu lần đó là từ Hàn Quốc. Trong một cái lần chạy lo ở New Zealand thì mình gặp hai anh em của Đức là cả Odin và ba. Nhưng mình không thể biết Đức là ai cả. Mình có chụp hình về đăng lên Facebook thì mọi người nói là trời đang chạy với thằng đó, nó chạy câu hỏi đầu tiên là muốn hỏi đến là mình có khoảng 100 nhân viên đấy và mình cũng xây dựng cho các bạn cái tiêu chí là đi chạy để kiếm trang. Tôi ra hai cái tên là các bạn nhân viên công ty mình chạy một cái sự 10 ngàn và mình bỏ tiền ra để mua rất nhiều ít là các giả chạy, ví dụ như là không chạy theo Đà Lạt mình bỏ ra cả mấy chục triệu để cho các bạn chạy để kiếm trai mà được không thành. Thì muốn chia sẻ một số bí quyết cho các chị em phụ nữ ở đây và mình xin tí ân lại để về. Thực ra có một thời gian mình theo dõi cái Facebook của nhóm thì mình rất là buồn là có một khách hàng là không ai đăng bài hết. Đó là cái điều mình rất là tâm tư và mình muốn là mỗi một người chạy đây đều có câu chuyện. Và sau khi đã chạy này thì ban chấp hành của cộng đồng có thể tổ chức một cái giải viết về cái câu chuyện của bản thân mình và mình xin sẵn sàng tài trợ thành phần.
xin giải sở mà vì muốn làm tạo cái sự tương tác của cộng đồng thực sự hơn. Cái hai là anh hỏi riêng anh Ninh và anh Hiếu là khi làm ăn mà trên 5 năm thì nó không phải là đối tác nữa mà nó là chính mình rồi. Mà hai anh đã làm ăn với nhau 10 năm thì anh có thể chia sẻ những câu chuyện kết nối trong kinh doanh, nhất là với những anh em ở đây dù chưa phải là CEO cũng sẽ có chút cái kinh nghiệm bản thân để làm sao mà cộng đồng có thể kết nối nhiều hơn. Ví dụ là mai có cái đầu mùa thì mẹ và hôm nay thì tôi sẽ mua một cái đầu cầu sử dụng. Chị đến trả lời trước sau đó thì anh tự giới thiệu qua thì hôm nay cái setup mà em có mặt ở đây thì thật sự là em đã chạy 11 năm rồi và bản thân em trong suốt thời gian đấy thì cũng không nghe chạy về cái sự em chạy vào nào rồi. Thì em có một câu hỏi thì em muốn hỏi chị đến tại vì em chạy 11 năm rồi thì cũng là cái cảm giác thì em cũng đã trải qua khá nhiều nhưng mà em chưa được trải qua một cái giải nào như là quá 50 cây rồi. Thì em muốn hỏi là tỉnh đáng đăng ký những cái giải là 100 cây nên là những cái lúc mà mình muốn bỏ cuộc hay là những cái lúc mà cơ thể mình nói là mình vẫn có thể cố nhưng mà mình cũng muốn bỏ cuộc ấy, thì mình lấy cái động lực nào mình có thể tiếp tục cái động lực đấy. Tại vì là bình thường em cũng rất là chăm chỉ nhưng mà phải cũng có những khoảng thời gian em lại cảm thấy hơi chán. Tức là em đã từng có những cảm giác đấy đấy thì là hầu như trẻ một mình. Dạ, chào cả nhà, em tên là Thường. Một thằng đi đốt lồng thôi nhớ mà. Tại vì em rất là ít những tình được nhớ. Thì cũng có bán duyên với CEO anh Lê là trước. Trước đây là chồng em tham gia trước. Và mình cũng tên là Lê Thường luôn. Rồi một cái ngày nào đó thì em rất là ít đi chạy bộ. Em chỉ có đi bộ thôi. Chồng em mới kêu em tham gia nhóm đi để cùng tham gia với mọi người. Tại từ năm 2020 em đã có mặt trong nhóm như vậy. Em rất là ít tương tác. Thì là cô gái cũng như về làm sao chạy dài hơn 50 cây. Câu hỏi thứ ba của Hường về chế độ dinh dưỡng. Thế thì ok, nó đều có đáp với nhau hết. Từ cái nó dường như nó là một cái vòng circle. Tất nhiên mấy bạn biết là mình chạy vì tình yêu. Thế thì bây giờ mình sẽ chứng minh cái câu chuyện của mình trước để cho anh, để anh Lợi có cái động lực về nó cho các bạn thấy cái động lực một khi mà mình chạy 100 cây tại sao mà mình tìm tình yêu là như thế nào và mình có bằng chứng. Em xin mời anh Michael ạ. Thì khi mà mình chạy đi tìm tình yêu á, đây cũng là một cái động lực để mà em thấy rằng là cái sự chạy trên 50 cây phụ nữ mình có cái khả năng chịu đau rất tốt mà ông trời đã cho, chính vì vậy phụ nữ có thể sinh con. Thế thì sau 50 cây là một câu chuyện khác, nhưng trước 50 cây mình đã gặp chồng mình ở km 25 cây xếp vào những cái race đường dài như vậy á, thì cái khả năng của bạn bỏ cuộc rất là cao khi mà giữ rừng. Xuất phát thì hơn 100 vận động viên nhưng khoảng chừng đi chục cây là không gặp ai nữa hết. Và bạn chỉ cần chạy lại để kiếm thêm 100 em có chồng nữa. Thì ông xã mình lúc đó nên nhiều việc cái sự vui quá. Và cái chạy bộ nó đóng góp rất là nhiều trong việc này. Và xin phép ba anh chị ở đây chúng ta có một cái câu nói truyền cảm hứng hay là một từ hay là một công từ gì đó để gửi đến tất cả mọi người trong cái buổi ngày hôm nay không ạ? Xin mời chị em trước được ạ. Tôi là trẻ em rất hỏi. Tôi xin chỉ có hai từ là tất cả nỗ lực. Tất cả chúng ta đây là những nhà quản lý, những dân chủ, các anh chị em sẽ rất bận rộn. Thì chỉ có một câu mà chủ tịch Đức cũng là người hay nói vừa đùa nhưng rất thật, là chúng ta hãy trở thành những nhà tranh thủ, tại vì tranh thủ sẽ hơn những cao thủ. Các bạn hãy đoán biết được không? Cứ yêu đi đừng lo gì hết. Chúng ta có phần quà để tặng cho tất cả các khán giả của chúng ta ngày hôm nay ạ. Mọi người thấy hay không ạ?
Cảm ơn. Chỉ còn mấy nha. 1, 2, 3. Cảm ơn các bạn. 1, 2, 3. Dạ rồi. Dạ xin phép các chị đã làm xíu hỏi xin phép. 2, 3. 1, 2, 3. 5, 9. 6, 4. Là điện tổng quá. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn.